Bây giờ mình sẽ khui máy iPhone nha. Mấy bạn khui lần có cái rồi phải không? Mình khui lần là 3 cái. 3 cái vô chỗ nha. Khui từng máy. Và máy này là nguyên sale order từ Mỹ luôn nha. Nó không có hàng sim luôn. Đây, 3 cái nha. Em điện thoại qua anh kêu bao lấy thoại qua luôn. Đây mình sẽ khuôn máy nha. Chíp ơi, chíp mà bé ơi, cút gà ngu vú à? À chíp ơi, à chíp à. Sữa này cho hết đi cho mau lớn. Đồ ăn thua. Sao chân mày đâu rồi? Chân mày đâu rồi? Mày hôn gạo chân mày rồi. Có 4 cái găng rồi. Rồi găng mọc cái chợ lớn cái quận 6. Rồi ở đây mọc thêm cái nữa nè. Đó được bên này. Mày múc phải niềm lại. Lớn. Chết rồi, lớn rồi, tốn hai mấy triệu tiền liền găng này. Ây da, u da, u da. U da, đạp mày hôn luôn, ây da. Còn gì chơi nữa không con? Nếu ai cũng đi bán vé số thì đời đâu còn chuyện gì để nói. Cười lên, cười lên, cười lên, mày sẽ phai. Cười, làm xấu đi, làm xấu đi. Làm xấu nha mặt lại. Làm xấu đi. Làm xấu đi. Kim cương hộp tròn.
Đeo chiếc nhẫn mà nó chiếu nát cái thòi. Bạn có nó đẹp ghê. Nó còn sáng hơn kim cương. Ừ, nó chiếu.